thấy bán quần áo rất là treo quần áo, đồ bộ nữa, đồ bộ dưới quê nữa rất là nhiều đại địch. Đây là chợ Phú Ngãi, chợ Phú Ngãi nha, một chợ ở dưới quê nha. Bán gà, bán gà, lấy 4 bịch tôm. Ở đây bán mấy cái này cũng nhìn ngon lắm, bánh bò, bánh tiêu này. Đây là bánh xèo miền miền Tây là địch, thịt tôm nè, giá nè, ổ nè, đổ đồ bánh nè. Đó. Nó lựa tôm như đại đình, tôm to lắm. Nhìn hấp dẫn quá. Mắm ba khía, mắm ba khía đại đình. Rồi rồi, bán bắp nè, bán mua bắp nè đại đình. Đó, bắp. Con nào? Đó, rồi chọn. Mấy con một con thôi hả? À? Mua gà nhóc nhà mình nó đi mua gà nha đại đình. Rồi, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào đại gia đình nha. Chúc đại gia đình một ngày vui. Thì hôm nay em có dịp về quê. Thì chúng ta sẽ có những hình ảnh đi một cái chợ quê vào buổi sáng như thế nào nha đại gia đình. Cũng gửi đến đại gia đình những hình ảnh thôn quê ở miền Tây, sông nước nha. Coi cái chợ quê họ bán gì vào buổi sáng. Đây là con đường ra ra chợ. Nhóc Tì nhà mình cũng đi đi chợ nè đại đình. Ở chiếc xe. Đi trước đi. À, nhóc đi tìm đường đi chợ nha nhóc, đi tìm đường đi chợ đi. Để đảm bảo quyền lợi của công dân. Nhanh lên. Xã Phước Ngãi thông báo cho những ai chưa làm thủ tục. À, bán cam, anh này anh ngồi ở đường anh bán cam nè. Có xe máy cài nữa đây đình, trên đường đi có xe máy cài, máy cài ruộng á. À, nghe nghe thông báo không? Nghe thông báo của ủy ban vào buổi sáng á. Đây là đường tới chợ nè. À, ở chợ họ bán quần áo này kia kìa thấy không? Bán dọc dọc theo chợ. À, bán dọc dọc quần áo nè. Đóng bảo hiểm nữa, đóng bảo hiểm nữa ta. À, dọc dọc. Đi bán dọc dọc ở chỗ gửi xe nữa nè. 35.000 một áo. 2.000 xe Honda, 1.000 1.000 xe xe đạp. Đó. Bán dừa nữa, ở chỗ gửi xe nữa. Bán gà nữa đại đình. Bán gà. Bán gà. Bán gà. Thấy bán quần áo rất là treo quần áo, đồ bộ nữa, đồ bộ dưới quê nữa rất là nhiều đại địch. Rất là nhiều. Bán đồ quần quần áo á đại địch, treo á. Đây là chợ Phú Ngãi. Chợ Phú Ngãi nha, một chợ ở dưới vùng quê nha. Đi vô mua đôi dép nha cho con nhỏ, đôi dép cho con nhỏ, băng dép nè. Dưới quê họ bằng dép họ để bài ra như thế này.
dọc dọc là bán quần áo, bán dép, giày dép. Rồi bán đồ gia dụng. Nồi son, chùi nồi, chùi son. Mấy cái này là đồ chùi son nè, son nồi á đại địch. Bên đây là bán dép. Bán dép. Dép nhựa đây đình. Còn bên đây thì bán quần áo nè, treo quần áo. Ngoài ra xung quanh chợ là cái nhà họ cũng bán ở đại đình, cái nhà họ đỡ tiền mặt bằng. Còn trong chợ làm chợ là hình như là phải đóng tiền mặt bằng á. Đây là chợ Phú Ngãi, ấp Phú Thuận đó, một chợ ở vùng quê tại Việt Nam đó đại đình. Rồi xong đôi giáp nè, bao nhiêu tiền? Rồi đôi giáp 40 nha. Ok, bây giờ vô chợ mua bánh nha. Đây là đường vô chợ đây nè. Đường vô chợ, mua bánh nè, mua bánh canh trước đi. Bánh canh nha đại đình. Bánh canh gì? Bánh canh tôm à? Tôm. Mua bánh canh tôm. Vậy cua bên kia còn không? Hỏi cua bên kia còn không? Lấy 4 bịch tôm. Ở đây bán mấy cái này cũng nhìn ngon lắm. Bánh bò, bánh tiêu nè. Rất là ngon. Ở đây là bán bánh canh. Mua 4 bịch bánh canh nha. Ngon lắm đây được. Rất ngon. Ở trên lòng chợ là họ chuyên về bán đồ ăn sáng. Có bánh kem, bánh chuối chiên, bánh bò, xôi nữa là đại đình. Bánh xôi, xôi này họ cuốn với bánh phồng sâu vậy. Đó, cái này là bánh tiêu, bánh bò. Bánh canh tôm nha đại đình, bánh canh tôm. Xuống hàng cá. Bên đây là người ta bán mua bánh, bánh hỏi không? Bánh hỏi về chiều ăn. Đó, bán bánh hỏi rất là đông như đại đình. Bánh hỏi bên kia kìa, bánh hỏi bún nè, đây nè. Đây nè, chiên ngày xưa ăn ở đây nè, có mỡ hành nè, đúng rồi. Bánh hỏi mỡ hành á. Bánh hỏi mỡ hành nè, đợi đi.
nửa ký thôi. Nó mỡ hành ngon lắm, ngon lắm. Cô này giờ là cũng già rồi nè. Bún bánh hỏi, bánh mì nhìn rất là ngon đầy được, vừa mới hành đó, lấy nước mắm ở đây ngon lắm, mới hành rồi. Rất là ngon. Ở trên đây lòng chợ là chuyên về đồ ăn. Là ngon. Đi chợ quê chủ yếu là ăn mấy cái này đó, đại đình. Ăn mấy cái này á. Bánh chè, bánh xôi rồi. Bánh bò, bánh đi xuống lòng chợ nè. Ở trên đây là chiên về đồ ăn. Ướt rồi chè nè, chè mít nữa, xôi xôi đó, bánh chè chè có mít nữa nè đợi đừng. Dạ, không có giống ba mà mặt người chứ nào công nghĩa giờ mình gì á. Ờ. Nó đã giùm mà. Nó đã giùm mà gì có giống ba, nó đã giùm. Ờ. Chè bắp, chè món lấy nào bà? Chè bắp thì nó mua chè bắp đó không? Bà bảy cho tôi cái thùng là bà bảy. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, xin xáo. Mít thơm nữa đại đình. Cái gì mà mít thơm vậy? Đây là ăn gì mà ăn bình con. Đắt quá. Cái này là chè lạnh. Chè cà có hũ không? Múc sẵn rồi ta. À, ba chiếc chè ở đây. Giống như chè gì đó. Cẩm hả? Không. Rồi giờ con lấy mấy thứ. Con tí xíu kia nữa con bé rồi ăn. Có táo tàu nữa nè, có táo tàu. Dạ phê môn. Có ít đó là con có 5.000 đó chị ơi. Mua bán vào buổi sáng tại khu chợ vùng quê như Đại Đình. À, bên kia có bánh xèo nữa kìa, bánh xèo nữa kìa. Mua rồi chưa khỏi ăn, khỏi nấu. Có mua bánh xèo không? Đưa trả tiền. Trả tiền. Bỏ hũ vô, bỏ vô. Rồi qua mua bánh xèo đi. Đó chừng rớt con. Đó, qua mua ít bánh xèo về ăn nha đại đình. Mua hôm nay là khỏi nấu đồ ăn luôn. Đưa đây xách bớt cho. Đưa đây. Mua. Bao nhiêu cái? Đó, đồ bánh xèo nè đại đình. Dạ cho em 3 cái đi chị. Xách ra đổ con. Đó, bánh xèo đó. Đổ bánh xèo nha. Đây là bánh xèo miền Tây đại đình. Thịt tôm nè. Giá nè. Đổ nè, đổ bánh nè. Đó. Đây là đổ bánh xèo nha đại đình. Họ dùng mỡ họ ấy chứ không phải dùng dầu nha, dùng mỡ bột. Bên kia là rau nè. Đó, rau với nước mắm, những mắm nhìn ngon quá nha. À, lách á, lá này nữa nè. Ăn rau gì kìa, ăn rau gì kìa. Đó, đây là nước mắm nha đại đình. Mắm nè. Được rồi. Rồi trả tiền đi. Đây đó. Đây bánh xèo, mua bánh xèo về ăn nha đại đình.
chỗ cô đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo như đây rồi. Trên lòng chợ này là chuyên về bán đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng. Đi xuống đây mua thịt cá nha. Mua gì đây? Đây là bán rau củ. Rau củ và thịt cá. Mua gì? Mua tôm hả? Mua gì? Nữa bánh tù nữa hả? Đây nè, tôm này không? Tôm to nè. Mua nướng nha. Mua nhiêu đây? 200. To lắm đây rồi. Rồi ráng ký tôm này. Rửa tôm như đại đình. Tôm to lắm. Nhìn hấp dẫn quá. Này nướng ngon lắm. Mực đi đừng khỏi bạch tuộc nó ăn không ngon. Đó, tôm ở đại đình. Tôm cá họ sẽ bán ở khu này. Đó. Cá tôm. Cái này là lòng chợ về hải sản rồi cá đồng. Đó, có cá phi, bạch tuộc, mực. Đó. Đây là lòng chợ. Tôm nhìn to lắm. Đây là cái khung cảnh chợ quê vào buổi sáng ở đại đình. Lúc này mới có 7 giờ sáng thôi. 7 giờ sáng. Nên khá là nhộn nhịp ở chợ quê. Bán rau củ, bán hải sản. Đó. Rất là đông. Rất là đông. Đó, có bán cua nữa. Rất là sơm tụ ở đây. Đây là chợ quê vào buổi sáng nha. Bán thịt heo, thịt bò. Thịt heo, thịt bò, rồi rau củ, miêu, sò. Đó. Sơm tụ lắm đại đình. Sơm tụ lắm. Sơn tụ lắm. Chả cá. Mắm bà khía. Mắm bà khía. Mắm bà khía ở đây được. Cá bóng. Cá bóng. Con gì ta? Con ngheo hả? Ngheo. Nhìn rất là sơm đây đình. Rất là sơm. Lựa mực nữa nè. Mực nữa hả? Rồi căng đi. Căng đi. Căng đi. Rồi căng tính tiền. Căng tính tiền. Rồi được rồi. Được rồi. Căng đi. Căng đi. Căng tính tiền như đại đình. Tôm to lắm. Tôm nè. Cua. Này cua nè. Cua. Cái này cá phi hả? Cá phi. Phi lớn à, phi nhỏ. Tôm. Ăn tôm nha.
tôm to lắm rồi, đừng cân nhiều cân để bán. Rồi tổng bao nhiêu tiền? 380 nha, 2 kg ký tôm ký mực nha đại đình. Đó, thôi là 120 nè. Rồi mua cái gì nữa? Vô đi đi qua rau củ quả. Có rau củ gì không? Hưng có mua rau vậy Hưng? Mua rau gì không? Em biết con ăn rau gì. Nhiều anh, nhiều mà ngon lắm anh. Còn bán bắp nữa nè. Bắp nè, mẹ ăn bắp không? Lấy 4 trái bắp đi. Ngon phải không? Rồi rồi, bán bắp nè, bán mua bắp nè đại đình. Đó bắp. Đi quê. Rồi đi. Rồi đi. Đó, rau củ, rau củ mua rau củ gì? Hả? Dạ. Cái máy quay được bà bán đất nha. Rau gì đấy? Cải ngọt hả? Năm ngàn. À, bán rau ở dưới quê như là đình. Cái bầu nữa nè, bầu mớp nè, mớp 5.000 nè. Còn tiền rẻ không? Cầm đây. Đó. 5.000 nha. Chuối nè. Muốn gà hả? Muốn gà đem về Sài Gòn. Muốn gà hả? Muốn mua gà đúng không? Chọn đi, chọn đi. Con nào? Đó, rồi chọn. Mấy con? Mấy con? Một con thôi hả? Mua gà nhóc nhà mình nó đi mua gà nha đại đình. Đem vô làm dạ một năm. Một năm. Nó mua đem về Sài Gòn. Chở bà ngoại nó về nó gì? Dạ, chở bà ngoại nó về. Mỗi năm với ai nữa, giờ nghe tiếng thì biết. Tối qua tới mà đâu thấy mà nằm. Ngủ hả? À? Qua con về con còn đi đình mà. Mua gà. Bán con đó cầm nè, bán con gà nè, mua gà nè, trả tiền nè. Bao nhiêu vậy con? Bao nhiêu con? Cho kìa, cho con kìa. Cảm ơn. À, đem về Sài Gòn nuôi. Đem về Sài Gòn nuôi. Đem về Sài Gòn nuôi. Đi về Sài Gòn nuôi nha. Đi. Xà lách đâu? À, bán lứt là gì nữa đại đình? À, chuẩn bị kết thúc cuộc hành trình đi chợ quê ở Bến Tre nha đại đình. Ở đây là bán đầy đủ rau củ quả nha đại đình. Bán bánh còng, bánh cam. Đầy đủ hết đại đình. Đầy đủ. Chào cô. Bánh phòng.
10.000. 10.000 mua gì vậy? Chim mắm. Mắm mà đại đình. Rồi xong kết thúc cuộc hành trình. Dạ rồi, 41 tuổi rồi. Cô ba. 41 tuổi rồi. Rồi kết thúc cuộc hành trình đi chợ ở vùng quê, chợ vùng quê ở Bến Tre nha đại đình. Đây cũng bán son nồi chiếu, son nồi đồ nè, rồi rổ, rồi chén dĩa, rồi rất là đủ, đầy đủ hết các dụng cụ gia dụng nhà bếp. Đây là một chợ ở vùng sâu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha đại đình. Mua trái cây nha đại đình, trái cây về cúng, về cúng ông bà. Đó, mua xoài. Rồi nè, cái này 2 kg 24 ngàn hả? Rồi đó nữa. Rồi 48, 8 ngàn. Lấy cái gì lấy hết đi. Đó, mua trái cây về cúng ông bà. Trái cây dưới quê nhìn cũng ngon lắm. Nè, trái cây nè. Xoài. Xoài rất là đẹp. Ngồi bán trái cây ở quê á. Hưng xách chỗ phải không? Về rồi, về rồi. Rồi về nha. Đi về. À, mua được trái cây nè. Kết thúc cuộc hành trình nha. À, hello. Hello. Kết thúc cuộc hành trình đi chợ nha đại đình. Thế là khung cảnh xung quanh. Thôi video cũng tới đây là kết thúc. Xin chúc đại gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin đại gia đình hãy like, share, subscribe kênh để tôi có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến đại gia đình. Chúc đại gia đình một ngày vui. Xin chào và hẹn gặp lại.